biết thì gần đây Tony TK có hợp tác với lại nhà sản xuất Lao Điên Hoàng để cho ra một sản phẩm mang tên là 992. Thì đây là một sản phẩm mà Tony và Lao Điên cũng rất là tâm đắc, nên mình mới nảy ra ý định là làm MV cho bài hát này. Thì mình mới nhờ Chu Kỳ Bùi là đạo diễn cho MV. Thì sau quá trình khoảng thời gian thì ngày 23 tháng 6 vừa rồi MV đã ra mắt công chúng. Sau khi MV ra mắt thì Tony và GK cũng nhận được rất là nhiều nguồn ý kiến trái chiều với nhau, đồng thời là những câu hỏi của các bạn gửi tới Tony về cái ý nghĩa của MV 992 và quá trình thực hiện MV. Ngày hôm nay mình có vinh dự được MK mời đến buổi phỏng vấn này để giải đáp các câu hỏi này cho các bạn. Có rất là nhiều bạn hỏi mình 992 có nghĩa là gì. Thì cái MV này ra mắt vào ngày sinh nhật của mình sinh 23 tháng 6 năm 1992. Thì đó là cái ý nghĩa đầu tiên, giống như là cái món quà mà mình muốn gửi đến bạn trong ngày sinh nhật của mình. Ý nghĩa tiếp theo nữa đó thì những thập niên 90 á, những năm 91-92 đó là cái thời kỳ mà hip hop thế giới đang vàng son, đang nở rộ nhất. Thì qua cái MV này Tony và Sài Gòn Team muốn gửi để đem lại cho các bạn cái cảm giác đó, cảm giác của một cái thời kỳ đó. Thì qua cái MV này Tony và Sài Gòn Team tạo ra cái gì để thông điệp đó, nếu bạn muốn điều gì đó bạn sẽ lấy cái bài sẽ hỏi là design mình mới rap một mẹ để có mấy ngày đủ trình mình design thằng cùng mới đem số năm trong rap ra khoe và làm lời cảnh cáo, chỉ cần 2 năm mà làm ông nội hãy coi đây là lời cảnh báo. Hi, xin chào các độc giả thân khe, mình là Chu Kỳ Bùi, đạo diễn của MV 1992. Thì hôm nay rất là vui khi mà được thân khe hỗ trợ cho một cái buổi trò chuyện như các bạn. Thì điều đầu tiên mà mình muốn nói là mình rất cảm ơn những bạn đã comment, những bạn đã share, like những sản phẩm của mình, những người đã ủng hộ cho Chu Kỳ, Tony và Sài Gòn Team. Thì lần đầu tiên khi mà mình nhận được cái demo của Tony gửi cho mình cái bài hát 1992 này thì cảm thấy rất là thích, bởi vì đó là cái dòng nhạc mà mình và Tony đang theo đuổi và mình cảm thấy mình cảm được nó rất là nhiều, cho nên mình quyết định là mình phải làm cái MV này cho Tony. Ý tưởng của mình nó rất là đơn giản, những bạn vừa mới chơi hip hop, kể cả những người không biết đến hip hop thì mình nghĩ là vẫn có thể nghĩ đến những cái ý tưởng đó. Những cái ý tưởng đó rất là đơn giản. Thì mình nghĩ ngay đến cái ý tưởng đó là chiếc xe đạp BMX. Sau đó là mình đã gọi điện và mời các bạn ICB Team và Crazy 50. Thì rất may mắn là các bạn đã có thời gian để đến giúp đỡ bọn mình. Thì bọn mình rất vui điều đó. Kỷ niệm vui thì cũng nhiều, nhưng mà mình nghĩ vui nhất là không bị công an giao thông thổi cảnh quay ở ngoài Đại lộ Đông Tây. Trong quá trình quay thì tụi mình gặp rất là nhiều khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, về kinh tế và cũng như là những cái giấy phép để mà mình quay những cái chỗ mà người ta không cho phép. Thì tụi mình qua đó mình muốn gửi chúng ta là những con người trẻ, thì những cái khó khăn đó chúng ta hãy coi nó là chuyện nhỏ để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Xuyên tạc chửi cha mắng mẹ thì rất dễ, mặc kệ mày rap được bao nhiêu năm khi nhìn vào mày ta không nể. Sẵn như là tụi mình cũng rất là vui, có phần bất ngờ, bởi vì khi mà bắt đầu thực hiện cái project MV này thì tụi mình nghĩ rằng là thích thì làm, với lại những cái này cũng là một cái đam mê thôi. Mình cũng không ngờ là nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn cũng như là ý kiến đóng góp của các bạn như vậy. Xin cảm ơn Nike Magazine về phần đã hỗ trợ về phần truyền thông và để gửi đến MV của các bạn một cách thuận lợi hơn, như là tất cả những người đã ủng hộ, tất cả những người đã share MV trên Facebook cũng như là gửi đến bạn bè bên này thực ra cũng được cả. Một điều nữa đó là mình khá là vui là sau khi mà cái MV này ra mắt thì mình nhận được có nhiều cái ý kiến phản hồi, đó là mình có mượn một câu của rapper Khalid, đó là cái câu mà không cần vui của thiên hạ mà vui của chính mình. Thì cái điều rất buồn cười, bởi vì
mình đi cái đích thì không liên quan tới nhau hết. Cho nên mình muốn nhắn gửi tới các fan của các rapper khác đó là các bạn đừng có liên quan đến sản phẩm của những rapper mà không phải là người thần tượng của các bạn đó, để mà ghi những comment đó thì nó gây ra những cái bất tiện, những cái dễ cái này chứ. Mà giữa fan với fan thôi, còn artist thì cũng lớn hết rồi, không có chuyện mà cãi nhau về vấn đề đó đâu. Tiếp theo nữa, cái điều cuối cùng đó là mình muốn nhắn gửi tới những người mà ghét tụi mình bởi vì cái MV này, là ghét tụi mình bởi vì cái tính cách của tụi mình, bởi vì cái con người của tụi mình, hay là bởi vì cái quan điểm của tụi mình trong hip hop á, thì có một cái câu nhắn gửi tới các bạn nhẹ nhàng thôi là đúng nhé các bạn, tụi mày không có giống tụi tao đâu, ok nha, peace. Yeah. Alright. Don't need to the beat.